Hey, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh của mình ha. Nay có con xe nâng Toyota 2,5 tấn mới về các bạn ha. Quay chia sẻ đến quý vị và tất cả bạn cùng xem ha. Con này thì 2,5 tấn máy xăng nha các bạn, máy xăng đời trừ năm của Toyota ha. Con này nước sơn đẹp nha các bạn. Đi một vòng cho nè, nè càng 2,5 tấn càng to dài dã man luôn ha. Đó. Ti bọng là ngon lành hết. Có điều với con này thì bánh nó là hai bánh nó là bánh hơi hết nha bạn, trước bánh sau là 4 bánh ha. Đây bánh của Yokohama ha. Đó, hàng Nhật bãi về, ti thì còn bóng lưỡng hết, hai ti bên hai bên nước sơn zin luôn ha. Năm FGL25 các bạn. Đó, con này thì khung cao 3m, sức năng nặng tấn 2,5 tấn, cái xác nó nhiêu vậy ta, xác nó 3,7 tấn ha, 3 tấn 730 kg ha. Đó. Cái con này thì nó chạy rất là ít luôn các bạn ha, rất là ít luôn. Để hồi mình sẽ cho bạn xem đồng hồ giờ nó chạy, đồng hồ giờ nó chạy khoảng có 4.000 giờ, hơn 4.000 giờ xíu các bạn. Đó. Máy đẹp cực kỳ ha, từ cục tạ cho tới ấy ha. Cái ghế thì nó bị ấy rồi, kéo lên, kéo lên đó. Đây máy nó đây các bạn. Máy đẹp nha, Toyota. Bình xăng nè. Nói chung con này nguyên zin hết, mình chưa đụng địa gì hết nha bạn. Về là chạy ngon lành hết rồi. Rồi đề luôn nguyên coi, đề chạy thử luôn. Nè. Chạy xịt như xe hơi các bạn. Nè. Vô bể chỗ nào bạn? Cái bô nó bị bể các bạn, nên nghe tiếng máy nó không im luôn nha. Ha, chứ máy chạy im ru à. Đó, ha. Nghe cái tiếng bô bên kia thôi ha. Nè, cái đồng hồ giờ đây các bạn. 4.000 các bạn, 4.113 giờ thôi ha. Ha, chạy im cực kỳ. Rồi, chạy vòng vòng chơi. Để mình chạy thử cho anh em xem, test chạy. Ê, chừng xe tôi ông nội ơi. Nè, thắng ăn ngon lành đó bạn. Máy mạnh lắm nha. Thắng ơi. Rồi gì ghê vậy? Thắng ok hết nha bạn. Ve yeah, có đèn rồi ok hết. À, gục vô à, kéo vô à. Rồi lên hết ti luôn rồi. Lên hết ti luôn. Hết luôn. À, khung cao 3m các bạn, ti sáng giới nha, hai ti sáng giới à. Đó. À. Nhan nhít đầy đủ, đèn đầy đủ các bạn, kéo đèn luôn rồi mất tiêu đèn rồi ha. À, đèn không cháy, không phải coi lại cái phần đèn các bạn ha. À, nhanh ok, ve yeah, có đèn lam, có khiêu luôn nha các bạn, thắng ok ngon lành hết. Này con này anh em mua về chỉ vì xài thôi nha anh em. Đó, thắng lết bánh nè. À. Thắng lết bánh. Nè, à, thắng ngon lành hết. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu thì có thể alo mình ha, số điện thoại là 0908875468 nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.